Lên anh ạ. Cái gì anh bật khóa điện, bật đèn gầm rồi mới lên. Vâng, anh bật lại cho em phát nào. Đây hiện tại đang thay cho anh trai bi pha bi cầu led với cả đèn gầm. Ok anh ơi. Đấy. Ba chế độ anh nhá, ba chế độ luôn, sáng vàng lớn và vàng sáng trắng. Anh bật phát được chưa? Thành sáng trắng luôn. Đấy, hiện tại đang lắp cho anh trai để đôi bóng đèn led gầm ba chế độ. Đấy, sáng trắng các bạn thấy không? Con này là nó có ba chế độ. Đấy, trắng là một này, vàng lớn và vàng. Anh tắt đi bật lại phát nữa với thằng vàng luôn để anh kiểm tra cho em xong rồi đấy. Đấy, anh trai rất là nhiệt tình các bạn nhé, đánh được tất ra luôn. Ok và rồi đến nó chuyển pha. Rồi bây giờ pha thì mình sẽ lắp cho anh trai bóng bi cầu led các bạn nhé. Rồi mình sẽ lắp cho anh trai. Ok anh ơi, lên rồi đấy. Đấy. Sau khi bắt xong cho anh trai thì các bạn gà mới nó còn là xong nhá. Đấy, đây cuối cùng là lắp xong cho anh trai bi cầu led này, led gầm này, đấy, hai vài cái bài toán mà nói chung là chấm hết tất cả các dòng xe các bạn nhá. Chứ mà bài toán này thì anh em dùng ok, thứ nhất là giá tiền hợp lý và thứ hai là dùng ok luôn các bạn nhá. Đấy, rất đơn giản. Thế là lấy căng nhanh nhá, thế là lấy căng nhanh em nhá. Đấy, pha ra, pha ra. Anh chuyển đổi cái đèn gầm đi anh, cho xem màu vàng đi anh. Đây, đèn gầm sang vàng các bạn nhá, đó các bạn thấy không, gầm sang vàng này. Ok. Đấy, theo xong các bạn nhá, cuối cùng thì đã lắp cho anh trai xong. Có thể anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243861426. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đây đi anh, thoải mái đi anh ơi, thoải mái đi anh, thoải mái đi anh. À đây 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 đây, để em kéo này ra cái này. Chào mừng anh. Ok ok anh, em cảm ơn anh. Có thể anh em ủng hộ mình nhá, thank you anh em rất là nhiều luôn.